Quang Hải sút bóng vào. Sau này tớ cũng sẽ đá giỏi như anh Quang Hải. Nani? Cậu chỉ có bốc phét. Thôi bây giờ đi đá bóng luôn này, để tớ xem cậu đá giỏi đến mức nào. Đi luôn sợ gì. À, chết, mưa mất rồi. Ê giời, cậu lại không được đá bóng với Quang Hải tương lai rồi. Để tớ làm hẳn một trò chơi về đá bóng để cho cậu và tớ có thể phân thắng bại luôn. À, được. Tớ cũng định làm trò này lâu lắm rồi đấy. Đi, mình làm thôi. Ok. Có kitten. Trong trò chơi này, chúng ta sẽ có một mục tiêu di chuyển ngẫu nhiên trong khung thành. Khi chúng ta nhấn phím cách thì quả bóng sẽ bay về phía mục tiêu. Để lập trình cho quả bóng đi theo mục tiêu, chúng ta sẽ vào phần chuyển động, chọn câu lệnh hướng về phía đối tượng. Để làm cho như thật, khi quả bóng hướng về khung thành thì nhỏ lại. Các bạn nhớ sử dụng câu lệnh thay đổi kích thước nhé. Để lập trình cho nhân vật thủ môn bắt bóng, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh lấy ngẫu nhiên để thủ môn phán đoán hướng. Khi nhấn phím cách, thủ môn sẽ nhảy về hướng đã phán đoán bằng câu lệnh lướt. Các bạn quan sát kỹ tớ làm ở đây nhé. Và để ghi nhận số bàn thắng, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh nếu thì như sau. Tên. Và đây là sản phẩm đã hoàn thành. Kitten, cậu và tớ hãy phân thắng bại nào. Vào đây.